Bầu Đức và Bầu Hiển cùng dự sự kiện. Hai ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Đỗ Quang Hiển ngồi cạnh nhau khi dự lễ mừng chiến tích thăng hạng V-League của câu lạc bộ Công an Nhân dân hôm mùng 2 tháng 11. Chiều ngày mùng 2 tháng 11, câu lạc bộ Công an Nhân dân tổ chức lễ mừng công mùa giải 2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh xuất sắc đoạt chức vô địch giải hạng nhất quốc gia để giành vé lên chơi tại V-League mùa giải năm sau. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của buổi lễ được đổ dồn vào hai vị khách mời là Bầu Đức và Bầu Hiển. Ông chủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội được ban tổ chức xếp ngồi cùng hàng ghế ở vị trí cạnh nhau. Đây là dịp hiếm hoi Bầu Đức và Bầu Hiển chạm mặt nhau trong các sự kiện liên quan tới bóng đá. Nhiều năm qua, Bầu Đức hầu như không xuất hiện khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách của câu lạc bộ Hà Nội tại hàng đấy. Trong khi đó, Bầu Hiển cũng rất ít khi có mặt trong các trận đấu sân khách của Hà Nội FC. Trong cuộc gặp mặt lần này, hai ông bầu nổi tiếng của bóng đá Việt Nam tỏ ra thoải mái và vui vẻ. Bầu Hiển thậm chí vỗ vai Bầu Đức, cười đùa khi trò chuyện. Trước đó, nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Bầu Đức và Bầu Hiển không tốt khi ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai từng lên tiếng phản đối thực trạng một ông chủ nắm nhiều đội bóng tại V-League. Chiến công giành tấm vé thăng hạng của Công an Nhân dân có đóng góp không nhỏ với Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Trong đội hình cửa Công an Nhân dân có nhiều cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai như Nguyễn Hữu Anh Tài, Trần Thanh Sơn, Phan Huy Ngọc, Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Anh, Lương Hoàng Nam, Lê Đức Vương. Hà Nội cũng cho Công an Nhân dân mượn những tài năng trẻ chất lượng như Đỗ Sĩ Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Tiến Long, Trần Văn Đạt. Công an Nhân dân kết thúc giải hạng nhất quốc gia 2022 với 43 điểm sau 12 chiến thắng, 7 trận hòa và 3 trận thua. Khánh Hòa đứng thứ hai chung cuộc với 42 điểm, cũng giành vé tham dự V-League 2023.